Mấy ngày hôm nay, tại các công sở, quán nước và trong gia đình của người dân ở thành phố Hà Giang thì câu chuyện được bàn tán nhiều nhất là điểm thi Trung học phổ thông quốc gia. Nói chung là điểm nhiều em học sinh mà điểm cao thế mình cũng hơi bị bỡ ngỡ đấy. Em nó cũng bảo các bạn như thế là hay là học tài thi phận thì mình không rõ. Nhưng mà điểm cao thế là cũng em cũng lo lắng. Bạn em phụ huynh cũng lo lắng. À, thì không thể điểm đối với tỉnh Hà Giang, nếu mà tỉnh Hà Giang mà học sinh học giỏi như thế thì đúng là cũng hơi bất thường. Đấy, theo cá nhân tôi thì cũng chắc là cũng có một vấn đề gì liên quan đến coi phải chấm thi. Khi cuộc họp báo chưa diễn ra thì những thông tin mà người dân Hà Giang có được chỉ là đồn đoán. Ai cũng mong Bộ Giáo dục và Đào tạo vào cuộc để sớm có kết quả đúng nhất, trả lại điểm thực và cơ hội cho con em mình. Nó sốc bởi vì là bọn nó là học, bọn nó biết là đứa nó học được như nào. Mới lại đi học thì là nói chung là điểm chúng nó, điểm chuyên này, cái lớp của nó cũng sàn như nhau thôi. Cô cũng rất là mong, mà rất là nhiều người mong làm như thế. Rất là mong là bộ lên là làm cho nó ra, tìm cho ra. Đấy, để cho nó làm cho nó đỡ thiệt thòi. Ai cũng mong là như thế. Riêng cá nhân tôi thì tôi muốn là làm thế nào đấy, các cái đợt thi sau ấy, thì đảm bảo tính công bằng cho mọi thí sinh. Thì lên là coi như là làm chặt chẽ hơn trong vấn đề thi cử. Tôi nghĩ là chắc là trong các cái hội đồng coi thi nên là có cái quản lý, đặc biệt là cán bộ trong ngành giáo dục. Một kỳ thi cấp quốc gia với tiêu chí kỷ luật, minh bạch, công bằng được đặt lên hàng đầu. Thế nhưng với thực tế những gì đã diễn ra tại tỉnh Hà Giang như kết luận thanh tra đưa ra vào chiều nay, thì những tiêu chí này đã bị xem nhẹ và bỏ qua.